là 33 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào yêu thích cặp loa và yêu thích cái độ đẹp của cặp loa nuột nà như thế này thì liên hệ cho em nha. 4425 dòng Stolen Monitor, sở bass 30, một mic chép tai voi và hai vi tinh chỉnh giải mic và giải chép trên loa và logo ở nằm lên logo có thể thấy hai bên. Cặp loa này nó đối xứng nhau, các bác có thể phối ghép và nghe nhạc trưng bày trong một khách cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ngầu nha. 33 triệu đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000 và còn là 32.700.000. Sau đây em mời các bác xem độ đẹp của nó nha. Đây em sẽ tháo cái keng, mời các bác cùng xem luôn trước khi vào chi tiết thùng vách. Cặp này thì không khác gì là mình khui thùng xốp cả. Nhiều kẹp thùng xốp về chưa chắc gì là đẹp như cặp này nha các bác. Mới khiếp luôn. Cặp này các bác nào sở hữu là các bác rất là may mắn nha. Tại vì loa bãi về thì không có cặp nào giống cặp nào cả. Mỗi cặp nó sẽ có độ đẹp như khác nhau, 9-10 hoặc là 9-5-10. Hoặc là có những kẹp như thế này thì ngất ngay luôn nha. Đây các bác có thể thấy, đây là cái phần giải mic và giải chép. Đây các bác thấy nó nét này. Đây là chỉnh mic chép nha các bác. Còn nguyên tem đồng phía sau luôn nha các bác. Rất là đã luôn nha. Rồi đây là phía trên. Các bác có thể thấy nha. Rồi em đi đến là xung quanh rồi quay phía sau cho các bác cùng xem nha. Phối ghép với nó là những con ly Sansui Lukman hoặc là những dòng Aquafy vân vân. Chỉ cần công suất khoảng là 250W trở lên là phối ghép tốt với những dòng loa này. Một chiếc loa này là 100W nha các bác. Đây mời các bác xem. Em để cái tay này là để dễ lên nét nha các bác. Máy nó dễ lên nét hơn. Đánh cấp loa Mỹ nha các bác. Đây, mời các bác cùng xem. Một cặp loa biệt danh là chú voi bản đô, đẹp như khui thùng. Đây mời các bác cùng xem cạnh phía bên trái. Rồi đi đến phía sau. Em này là dòng cao cấp nên là đã được trang bị cầu loa bắp chuối và sử dụng bắp chuối mở chim luôn nha các bác. Đây là xốp này các bác. Đây mời các bác xem này. Góc cạnh phía sau này. Đấy còn nguyên cái tem đồng nha các bác. Đây là cái tem này. Rồi tổng thể phía sau em mời các bác cùng xem. Loa này sử dụng cầu loa bắp chuối hoặc là mở chim đều được nha các bác. Rồi bác nào yêu thích và muốn sưu tầm một cặp loa tuyệt đẹp này thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá thì em đã báo ở đầu video rồi, 33 triệu chuyển khoản đủ, em bớt 300.000 để các bác cà phê cà pháo, và đó là cũng là cái ưu đãi mà khi các bác chuyển khoản đủ bên em. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên nha các bác, còn lại em sẽ gửi hàng và ship hàng tận nơi cho các bác nha. Em gửi hàng và bán hàng toàn quốc nha các bác. Đây, rồi, em mời các bác xem tổng thể cặp loa. Đây là tổng thể phía trước của cặp loa. Cặp loa sở hữu màn FB bass 30, một trung, một chép và một chép còi. Loa rất đẹp nha các bác. 186. Đây là loa chép nguyên bản đó nha.
Cái này chúng ta không cần thay găng đâu, hoặc thay găng cũng được, nhưng mà đặc trưng các bác là nhiều các bác chơi lâu năm rất thích để nguyên về luôn. Thì thật ra thì không cần thay đâu nha các bác, tại vì cái loa này nó hoạt động nó không có rung nên chúng ta không cần thay găng. Đặc trưng những dòng loa 77A88A là về những cái găng nó sẽ mục. Nó loa chép nha các bác, không cần thay nha, hoặc là thay cũng được thôi, nhưng mà không cần thay nó mới không thay nó mới giá trị nha. Thay hoặc là không thay thì nó cũng không sao hết, nó không ảnh hưởng đến chất âm, tại vì loa chép nó hoạt động ở cái giải tần nó không có rung cái màng, nên là nó vẫn kêu bình thường, thay nó vẫn kêu thế thôi. Nhưng mà để giữ được giá các bác để nguyên lại luôn nha. Đấy, các bạn, đây là loa bass này. Các bạn thấy những cái đệm bao su bên trước không? Rất đẹp. Mà nó có mạng FB nha các bác. Có chữ FB. Tôi cho mỗi tiếng loa. Đây là phía trên nắp của cặp loa. Ban đêm thì em quay ánh đèn nó sáng nó chói á. Nó sẽ không bằng ban ngày, nhưng mà em thấy là rất là rõ rồi. Góc cạnh đẹp lắm nha các bác, góc cạnh rất đẹp. Một cặp loa 77A full móng ngựa luôn, có nghĩa là bass móng ngựa này, gọi là các bác gọi là từ bên cửu đấy, có móng ngựa này, bass, mic, chép, chép còi cũng là móng ngựa luôn nha. Nhưng là full móng ngựa nha các bác. Đây là phía cạnh phải nha. Các bác có thể vào Zalo hoặc là Facebook em có chụp hình và đăng trên đó rồi. Các bác có thể kết bạn qua số hai số điện thoại kia. Hai số đều có Zalo nha các bác. Các bác có thể lên đó xem hình ảnh chi tiết em chụp. Hoặc là các bác có thể xem qua video này. Qua video thì có bác lớn tuổi thì sẽ nhìn không kỹ rõ được, nên các bác có thể vào Zalo. Còn đối với những các bác anh, các bác tuổi trung niên như, thì có thể xem rõ nét bình thường. Phía sau nó sẽ có trạm loa, có nghĩa là và hai vi tinh chỉnh, thì loa nào cũng phải có trạm loa, nó đặc trưng rồi. Hai vi tinh chỉnh dài mic và dài chép. Đây các bạn có thể thấy rất đẹp nha. Rồi bác nào lấy cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này, em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Đây các bác kết bạn qua Zalo số này nè. Số này có nhưng mà nó đầy rồi, các bác kết bạn không được. Tại vì em bán lâu rồi nên bạn ở đây.